Anh có tin là cái duyên phận không vậy? Em tin đó. Ừ, có duyên là từ lâu lâu gặp người em không? Anh Quỳ Linh xin chia sẻ vài câu với bà con trên cái YouTube thành trăm cuộc sống Florida. Kênh của mình là kênh gì à? Thành trăm cuộc sống Florida. À, thành trăm. À, vậy có đi review mấy cái trái cây rồi này nọ đó. Có, đi câu rồi đó. Cảm ơn thành trăm YouTube, cái kênh YouTube của thành trăm. Hôm nay về Florida là nhà của Linh thì ở Orlando, xuống đây chơi với tất cả mấy anh em ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chạy từ trong bờ ra ngoài đảo đây nè. Để ăn uống. Rồi ở nhà má của Tuấn có làm gỏi cá sặc. Rồi anh Tiến Phai có làm cái gì, cá chiên. Cá chiên thắng phơi rất là ngon. Cảm ơn mọi người nhiều. Mọi người nhớ đăng ký và theo dõi cái kênh này nha. Rồi, cảm ơn Linh. Welcome to Florida. Không, cái người này thấy bệnh dân là lần đầu gặp luôn đó, kìa trời đó. Anh Vinh. Cảm ơn nha. Xế văng vô rước anh ba nè. Chiếc ba hôi, chiếc ba hôi. Rước người tỉ nạn hả? Ở đây nè, ở cái lỗ nè, có lỗ lên không? Rồi, ok. Chúc mừng anh đến thế giới loài người nha. Alo, alo, alo. Mới đi câu nè, đi chơi nè. Giờ anh em mới đi kiếm cây đốt lửa em ơi. Cây đốt lửa hả? Ừ, đốt lửa cho nó ấm không? Vô tư. Đây, ô, có cây bự nè. Có cây rồi anh em ơi. Đây có cây rồi ha. Giờ mình sẽ lôi vô cùng mày trước đi. Đây kiếm được cục cây nè. Hello, welcome to thành trong cuộc sống Florida. Nay có người rất là đặc biệt luôn. Thứ nhất là tính danh anh hai. Đó, đây là anh Hoàng, đây là anh Hoàng, giới thiệu xíu anh Hoàng. Giới thiệu vậy. Thì có giới thiệu đó. Chủ hành Nam Việt đó, nói gì mà ai muốn muốn đám cưới, party tiệc gì nhớ là gọi anh hai kiếm anh Hoàng là sẽ có party rất là vui vẻ luôn. Còn đây anh Văn. Anh Văn xin chào con Văn. Ai cần cái gì gọi cho anh Thành. No, Văn đi. Thành qua liên minh, liên qua liên minh. Còn đây xin lỗi đi. Ngon rồi. Gần mới hành vậy thôi. Chào ăn ở biển ngon. Dạ ngon quá. Chào, ngon quá. Có xin cho xin vài câu gửi đến bà con được không? Chút xíu nữa hát karaoke nha. Cho xe mấy cái miếng mà đưa cổ. Giờ anh đi qua đây. Anh nghĩ em không đi qua Hollywood lộn quá luôn á, đẹp trai trắng trẻo gì mà Florida gì thôi. Còn đây là có anh Quỳ Linh nè, anh Quỳ Linh nè. Linh ơi, anh em này từ Cali mới qua đi chơi. Sao dính cá chưa? Chưa, chưa dính hả? Dính tôm không hả? Đi bắt ốc không? Ở đâu anh? Đi thêm qua đây nè, qua Linh nè. Qua Linh chia sẻ vài câu. Hello, chào mọi người. Thấy bình dân kia không? Đang vẫn đi câu cá, đi bắt ốc. Mà anh chưa từng ăn ốc đây phải không? Chưa. Qua cái đảo, thấy cái đảo nó lú lú hào bên kia không?
ốc bự bự gì không nè. À là bên đó nè. Mà đâu có gấp về đâu không? Chơi tới phi mới về không? Tối về không? Ok, đi quay bắt ốc rồi nè. Rồi giỏ con sò nó chết á. Anh qua đi chắc nhiều lần á. Về nhưng mà ở về lên đồ. Con này con sam nó chết rồi. Ở trong cạn này nó có mấy ốc gai. Hôm nay không ngờ cái duyên đi chung trên biển chứ anh Quỳ Linh đó, bà con này cũng không ngờ cái nhân duyên nó đến không. Không tìm mà gặp, để em xuống bắt ốc lên Linh ăn nha. Đây ốc gai đây nó ăn ngon lắm. Mà để em coi này con. Quỳ Linh bình dân ngồi trên đó nè. Cái đó siêu quy đó. Chôn phá rất là đẹp luôn, bà con cô bác nhìn thấy không? Cảnh đó là thiên hà hữu tình á, rất là bình an và yên tĩnh luôn. Mà thường thường ở đây là có ốc trong đây cũng nhiều lắm, mà lạnh quá chắc nó ra ngoài hết rồi. Hôm nay có chở đi chung với tinh danh Quỳ Linh với Hoài Trang với mấy bạn, có mấy người nó chở ra đảo nướng cua, bắt ốc thì đây. Lục cua là lát karaoke chơi. Cái này đây nè. Không có con ốc luôn, lạnh quá nó đi hết rồi. Con ốc bự thì qua mấy cái đảo kia. Kia cái đảo Hào đó. Lạnh quá. Ốc nó đi ngủ hết rồi. Linh ăn con ghẹ để cảm thấy cho anh ăn chưa? Để cho lại cho màu chứ. Bà con đây gọi Linh thiệt nè, thấy vậy không? Oh, 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 oh
có tin là cái duyên phận không vậy? Em tin đó. Ừ, có duyên là từ lâu lâu gặp người đúng không? Anh Quỳ Linh xin chia sẻ vài câu với bà con trên cái YouTube của em. Thành trăm cuộc sống Florida. Đó đi. Kênh của mình là kênh gì à? Thành trăm cuộc sống Florida. À, thành trăm. À, vậy có đi review mấy cái trái cây đồ này nọ đúng không? Đi câu rồi đó. Cảm ơn Thành Trâm, YouTube, cái kênh YouTube của Thành Trâm. Hôm nay về Florida là nhà của Linh ở Orlando, xuống đây chơi với tất cả mấy anh em ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chạy từ trong bờ ra ngoài đảo đây nè. Để ăn uống. Rồi ở nhà má của Tuấn có làm gỏi cá sặc. Rồi em phải có làm cá chiên trắng phơi rất là ngon. Cảm ơn mọi người nhiều. Mọi người nhớ đăng ký và theo dõi cái kênh này nha. Rồi, cảm ơn Linh. Welcome to Florida. Không, cái người này thấy bình dân lần đầu gặp luôn đó, kìa đời đó. Anh Vinh. Mọi người ơi, con đang vậy vậy. Chào anh nè. Ủa cái nắp kia nãy thôi mà đẩy lại. Đúng rồi, có cái nồi kìa. Thấy mấy người ăn cái dễ thương kia đâu. À, này bà chơi cái nắp này được rồi. Không, đẩy đó. Mệt mỏi ghê. Đây là bồi bén nha. Đây là bồi bén nha. Tao nói ngồi chùm hổm ăn nhiều hơn ngồi ghế luôn. Này bán thiệt nè mà cô không kéo lại cái tay á. Hay lắm nha, nó kỵ đó nha. Tùy người đời mới đổ nha. Vâng, anh nè. Người giống vậy nè, đời mới đổ nè. Người giống vậy đời mới đổ. Ừ. Còn do không giống vậy đời không nổ. Đời không nổ, kêu phải kêu giống vậy đó. Vô bến không? Vô bến. Đụng ra cái tắt à. Đó chở cái đây đi. Rồi lấy cái đi. Được không? Okay. Cái hai khúc này ok. Anh này lâm được hết cây nè. Đây tên gì? Dạ em là Phương Trang. Văn nè ha. Đi nè. Thì cứ để em cháy. Đó, đi. Hồi mấy bữa em đi cắm trại á, em đi chèo xuồng nha. Xuồng 6 tiếng đồng hồ. Xong tới một cái khu vực mà coi như không có điện, không có nước y như vậy nè. Ghê chưa? Anh chơi đi lượm mấy. Đi lượm mấy cái gì? Bốn cái. Cháy rồi. Ok. Đẹp rồi. Thành ra nó có mấy trái thanh long, xương rồng á. Đang ăn được á. Trái ăn được á. Ừ. Đính luôn á. Cháy gì hết. Cái xương rồng. Chỗ này có chỗ này. Xương rồng mà trái tím tím vậy nè. Tưng vô đây có chỗ này. Cái alo. Dạ. Không phải alo mà. Chỗ này có cái gì ở đây của anh Thắng? Lá đường chỗ này ở đây hả? Dạ. Yeah. Thôi có người ở đây là tên là Carol Chen. Cũng có một người đã từng nằm xuống ở đây. Thôi đang đánh
lập một cái để tưởng 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 nhớ thôi. Mà xuống ngày xưa chắc cũng xuống đây là những người mê biển. Cũng ra đi từ đây phải không? Cũng từ từ thì cũng từ giả trần gian hết trơn phải không? Thôi xin phép cho anh em tụi con đến đây chơi vui vẻ. Thì cũng cầu nguyện cho các ngài được siêu thoát nha. Dạ, kiếm người ngắm ngủi cuối sau con cũng vậy thôi à. Không ai chạy khỏi hết. Nè mấy trái nè. Đâu? Có chân rồng này của tụi ấy nè. Rồng Thái Năng. Để cắt ra bên trong đó ao luôn á. Này nữ à. Nữ ăn bơm bớm không? Cuối cùng cũng có lửa rồi. Anh gặp Tấn trong tháng này là hai lần phải không? Là đi bắn chim mà chưa ăn chim phải không? Dài bữa đó là tháng tới đi Houston mà không đi để gặp bữa đến bận là đến được. Bữa hôm qua nói này đây, xin lỗi hôm nay bán gì đây, đang quay YouTube dạ đó. Em bán cua, bán ghẹ mà cua ghẹ mà không không coi 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 bộ nó không đủ vốn em bán em luôn anh. Thôi anh ơi, đây bán ghẹ không được, bán luôn người anh có mua không? Ba đây bán luôn người nè, ghẹ vậy nó bán không được, vốn nó bán người luôn. Em út mà mình sao mua được? Đâu có mua được cái không? Mình mua người khác mua không? Đây ghẹ, đây ghẹ này ở xứ nào đây mới bắt lên này một câu là ghẹ này á, là nói chung á là anh hai của em bắt mà anh trả khoảng 100 đồng anh bắt thùng nữa anh. Tại đây ốm yếu không có đâu, trời lạnh này mặc áo lạnh trên coi má đẹp đang ở quốc đảo ở mà lên đây nè, lên này đẹp thôi sao thấy lạnh gì không? Không, mùa đông không lạnh, mùa đông không lạnh, thấy anh tới quay tự nhiên lạnh người. Mùa đâu không lạnh. Đây. Mùa đâu không lạnh mấy. Đây là anh bốn. Anh bốn, anh quần anh mình đây. Rồi đây là anh Khoa. Rồi anh Trang. Chào anh. Đó, vài bữa mình gặp nhau ở Houston. Mai mốt mình Houston chơi. Thôi không có về nữa. Đang ở cái đảo. Qua đốt nữa hả? Đang đốt lửa rồi, mới câu được mấy con cá lên rồi nướng thôi. Dạ. Nè, tàu kia nè, đó thấy không? Ai vậy ta? Trời, nướng cá, đâu có cá đây. Hai con dính liền.
Ủa sao vậy? Sao bị đau vậy? Câu anh ta câu. Ồ, chết rồi. Cắt phít. Chưa đâu, cái này câu dài lắm. À, hồi nãy thả ra. Cắt ra chi? Hay là con nãy có ai câu con đó không? Không quá trời ốc rồi, nó bắt đi. Nè, ốc quá trời luôn kìa. Ốc nó thấy đèn nó tới. Ờ, ốc quá. Nè, nè. Là ốc thiệt á. Ốc gai á, ngon lắm kìa. Nướng ăn ngon lắm á, kia nữa kìa, nhiều lắm. Ốc luôn. Thấy nữa kìa. Này anh đi bắt rồi. Thành lái đi nãy. Bố anh muốn hát bài gì bố? Anh gái hát đủ nè. Vô rồi nè. Ừ, nó vô quá trời rồi. Đó. Ừ, vô quá trời luôn kìa. Bắt đi anh, bắt đi anh. Bắt lên luộc ăn nha. Ok, ok. Bỏ vô nướng ăn á. Đi câu vất vả ghê, bước ra ba bước cái quá trời. Ông nè. Ok. Tối nó vô nè. Chơi vậy không thấy. Đó thì nữa anh. Bảy mình mày tí mà không có mà cho bạn đó nó tới mà. Hả? Nó kiếm mình nè. Ờ. Ủa, sợ lạnh nó sợ lạnh đi con gì vậy ốc mở trời ơi vừa bớt ốc mà vừa hát suốt đời tình thắm sâu sĩ Hoài Linh nè, của nghệ sĩ chứ, ở ngoài đảo á. Thank you anh, hôm nay anh đã gửi đến cho tụi em mặc vùng phơi ra thêm bài này một bài hát rất là ngọt ngào. MC đi, SQL đi đâu? MC rồi. MC nữa chứ bộ. Cố Nguyên Thanh. Ở Việt Nam chúng ta thì có câu nói là gì? Lăng múa hay nhờ tiếng pháo. Nhưng mà ở phơi ra này là người hát hay là nhờ tiếng cục ly. Bây giờ anh Hoàng Lai cho mọi người mỗi mỗi một ly đi. Để chúng ta cùng nhau cùng ly đó. Vừa hát vừa câu cá là thấy không? Anh muốn. Phô ra tháng 12 rồi đó mà vẫn còn ra ngoài biển chơi được nè, thấy không bà con cô bác? Mình nói theo giọng người miền cho anh muốn. Mọi người ơi, có ai đang giữ cái shot này? Trời ơi, cần đèn vô đây coi cho sáng coi. Cua. Chị này chú uống bao nhiêu là chị ém đây hết luôn. Không có nghe. Bây giờ mình sắp. Tôi có một ly nha. Nãy giờ chị bán được không chị? Hả? Bán được không vậy? Bán ế quá chị ơi nè, còn quá trời nè, không ai có lo hát không à. Vậy, vậy hả? Cho nên ế. Hát trong cái đói bụng chứ ai hết. Dạ. Tới 12 giờ đêm lần mà đừng lo chị. Bây giờ con đâu rồi? Đây mấy người hát hay. Đúng rồi, đúng rồi. Lại đây nướng đi. Rồi có bắp bỏ vô nướng ngon lắm á. Bắp khoai lang gì. Ui trời ơi, ấm quá giờ ấm luôn. Đó, ông này cũng ngồi canh lửa nè. Canh lửa. Nướng gì, bánh mì hả? Chọn cái cây. Đó, khi ông nói lấy cây kìa thấy không? Hiểu rồi. Đúng này là bánh mì xông khói nha.
ai hát hát rồi đi bắt ốc nha. Sao có nhiều không? Để em quay cái toàn, để em quay cái toàn. Đó. Đấy. Ốc này chưa có ốc gai nè. Ốc gai. Ốc gai mình nó ăn nó ngon lắm, nó thịt nó ngon. Xích lên cho chừng dính như vậy nó ướt. Thôi cái đói nó vô dữ lắm á. Hả? Hả? Để đi xa chứ mà lấy ốc. Hồi bữa ở đây ốc nhiều lắm mà. Bữa nay ăn nó lạnh. Ờ. Có ốc này nè. Ồ, đã. Từ từ, đem quay, đem quay. Ốc này ốc giác á. Phải không? Dạ. Hôm nay quay lên đi bắt ốc của cái đảo A Chi nè. Mình em mới biết bà Trâm với... Đây nè, biết hai ông bà nè. Giờ dẫn đi bắt ốc nè. Thấy bình thường cũng giống người anh, giống nhau cho nên. Bà Trâm ông Thành. Thành Trâm cuộc sống phôi ra. Dạ. Chuyên về cuộc sống Florida, có gì mới lạ hay chia sẻ cho bà con. Các bạn đứng để đi sao xíu có không nha. Có nhiều người thích coi kênh mình lắm, tại vì ở xứ lạnh á. Dạ. Người ta khoái cái cảnh này lắm. Đó, ở xa xa thấy không, đang hát karaoke. Đó. Lạnh lạnh hai cái chân rồi, chứ người không đâu có ướt đâu. Ướt ra. Chỗ đó ốc nhiều lắm mà anh thấy không? Dạ, yeah, chỗ rong rêu quá, ốc nhiều lắm á. Không có luôn. Chứ mọi bữa ở đây nhiều lắm. Thôi không có rồi thôi, hoành lèo. Livestream cần cù. Livestream cần cù. Trời ơi, đâu hết tài 15 tiền cũ hết trơn ta. Một bài duy nhất. Dạ. Hai hát chưa? Đồ này hát quá trời. Hả? Đó hát kêu vừa. Nè nè lấy tàu đây. Cô lên đây bài gì? Tàu. Mắc cạn hả? Đông người không cho đâu. Lấy rồi hả? Mình có ba người đi. Ok. Đội bài đó hay. Anh có ba người vừa đúng nét đồ mười. Ủa ai hát hay vậy ta? Hát hay vậy ta? Hát chay luôn á. Em hát chay thường nó vậy á, nhưng mà yeah, thiệt cái nó kỳ. Nhạc theo nhạc phải không? À đấy. Dọc. Ông thầy. Điện thoại luôn, vợ gọi xong mỗi lần làm vô là vợ. Đứng dưới đây nè, đang xì nè. Đó là cá mập. Chia tay thế là chia tay này đi. Đây còn sọ mà có ốc phải không? Vừa quá. Quá vừa.
Trời chị đi mua hàng vui nữa vậy. Chị khôi đai chạy tại đây thấy em là tưởng là cái kiểu mà kiểu mà mỗi khi thấy hồn tâm chốn xưa đôi mắt đẹp mà này sợ mà cái chỗ này nó đưa lên nó bó như vậy đặc biệt gì không mình đi về hướng kia đi thôi đi rồi bắt rồi à, vậy hả trời mùa lạnh này nó không lên đâu đó, đó cá nhảy đúng không đẹp lắm. Cây sạc thở lần sau đâu có nữa. Mùa hè nè, đây nè. Wow. Nằm nó ngay chỗ. Đây nè, đẹp không? Wow. Xuất sắc ha. Xuất sắc trên trái tiền nữ luôn á. Nè, cái hình nằm nè. Đó. Trời ơi. Hy sinh gì nghệ thuật luôn. Bất là bộ hơi bị chiều view quá nha. Hồi xưa là nằm trong hội chữ thập đỏ. Ủa chín chưa? Nhanh vậy? Ngọc cái kìa đỏ, chị Trang nó kìa. Lấy giấy có giúp kinh không? Nó kinh Lào. Ai muốn xíu con này đây nè. Quá ngon quá vậy. Cái mình. Ai hy sinh anh lột cho anh em ăn nha. Hỏi ở đây là khúc nào khúc con đi ra mình trả lời. Khúc này là khúc con. Khúc chính giữa. Ba rồi nè. Trả bữa lên ông ba. Để lột ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Tuyệt vời. Quay lại thanh ra đó. Tuyệt vời. Cát không. Nó nhỏ nhỏ. Cát không. Tại mình chưa có. Cát hả? Cái này nó mặn chấm nhiều quá, chấm muối nhiều quá, đừng chấm muối. Này không lấy cũng được. Chưa chín, chưa chín anh. Không. Chưa chín. Đây bán gì đây vậy? Đây bàn nhậu. Thôi. Hết pin luôn hả anh? Rồi, hết pin rồi. Con là linh chàng ngoại. Bài này đó. Ông đang hát hai chữ đầu cái ba chữ cuối cái ông là thông mẹ. Đó là bài lá thư Trần Tiến á, lá thư Trần Thế á. Trần Thế. Chúa con là gì đó? Lá thư Trần Tiến. Là thiếu phụ miền quê. Chồng con vì nước nên đã hy sinh. Đó. Hồi đó mấy bữa chị hát ở Đồng Giao bài đó, danh Hưng á. Con đi đâu ba? Dạ con đây. Trời ơi, con thấy con hả? Trời ơi. Trời ơi, em bán trong cái góc kia chị. Ok. À muốn người qua đó. Mang dạ lắm, sướng lắm, tận hưởng. Hồi nãy ta vô đó rồi. Trời ơi, nãy giờ ta có hai mấy con. Đó bây giờ. Giờ là hết pin rồi ha, hết pin là chặt pin vô. Rồi, xong. Xong, lên chưa? Lên rồi. Lên chưa? Rồi. Rồi, bắt cứ chơi tiếp. Trời,
Giờ chuẩn bị thu xếp đi về nha. Buổi cuộc chơi nào cũng phải chia tay hết á. Nha. Giờ chuẩn bị thu xếp đi về bà con cô bác ơi. Bà con chúng ta nếu như muốn nghe những bản nhạc hay, những bản nhạc du vương
vui dương đâu đó thì chúng ta sẽ tiếp tục trong phần tiếp nối. Các bạn hãy tiếp nối và continue watching this channel. See you later. Thank you. Like nữa, like subscribe gì đó. Like subscribe và chia sẻ. Ừ. Tiếp tiếp. Tắt luôn rồi. Thôi thôi. MC xong. Ờ. Rồi xin chào tạm biệt bà con nha, có gì mới mình chia sẻ tiếp nha. Ừ, giờ chuẩn bị rồi bến. Có lúc đâu biết mình đặt chân đến đây mà không biết bao giờ mình đặt chân đến nữa. Đi đã. Có những bước chân mình đặt đến rồi không biết bao giờ mình trở lại. Bước chân thầm lặng. Rồi gì đâu cái rồi. Trời gì đó cái rồi. Rồi với tàu bên kia sao mà đắt dữ người ta, quá vậy khách hàng luôn á. Nhớ nãy làm MC ở đây đẩy tạo rồi. Mới MC chấp đi trước á.